Xin chào các bạn. Thì tiếp theo cái video trước thì chúng ta sẽ học tới cái phần số 42 đi ha. Trong cái giáo trình mà giáo trình Photoshop tôi đã tải lên phía dưới cái video này, bạn hãy lên xem lại ha. Chúng ta sẽ tới cái phần số 42 đây, là cái Adjustment Layer. Thì cái này là cái gì? Tương tự như Image Adjustment à. Adjustment có nghĩa là chúng ta sẽ hiệu chỉnh màu sắc á ha. Rồi chúng ta sẽ hiệu chỉnh màu sắc. Thì các bạn sẽ thấy cái Adjustment này á, thì nó có hai cái phần mà nó tương tự nhau. Thì là sao? Thì có nghĩa là như vậy, khi sử như bạn thấy cái trên menu Image này ha, trên menu Image bạn sẽ thấy có cái chữ Adjustment. Thì thấy những cái công cụ này, thấy chưa? Adjustment là hiệu chỉnh những cái này. Thì những cái chức năng này á, thì nó tương tự như ở bên trong, ở bên tay phải nè, ở bên cái trong cái tab layer này, thấy chưa? Ở dưới góc dưới cùng bên tay phải thì bạn cũng sẽ thấy một cái vòng tròn có cái màu trắng gạch ngang đây nè ha. Đây, vòng tròn trắng gạch ngang đây, mà lít chuột trái vô đây thì nó cũng sẽ hiện lên những cái này, thì cũng hiệu chỉnh màu sắc tương tự như cái tôi mới vừa lít ở trên menu đó là Image Adjustment, thấy chưa? Có một số cái thì nó không có thôi, nhưng mà cơ bản thì nó sẽ dần tương tự nhau. Rồi thì tại sao cái phần mềm Photoshop nó lại làm hai cái điều gần giống như nhau như vậy, để chi? Để phí thời gian hả, đúng không? Thì cái mục đích đó là chi? Thì tôi sẽ nói các bạn là trong cái phần giáo trình tôi cũng nói nè, thấy chưa? Cái mà adjustment, cái trong cái menu này nè, menu Image Adjustment này á, thì khi bạn áp dụng các việc hiệu chỉnh màu sắc lên trên cái file ảnh gốc của tôi á, giả sử tôi có file ảnh gốc này nè, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên trên file ảnh này luôn ha. Thì sau này lỡ bạn có làm sai một cái thao tác nào đó, bạn muốn quay lại thì không được, thấy chưa? Bạn quay lại không được. Nói trường hợp sau khi các bạn đã save rồi á, lưu thành một file Photoshop khác, bạn mở lên thì bạn không thể nào phục hồi được ha. Là ngoại trừ cái chức năng mà history nè, chúng ta không thể phục hồi được sau khi bạn save rồi. Rồi, còn trường hợp mà giả sử như các bạn sử dụng cái chức năng là Layer Adjustment này á, thì khi các bạn save lưu lại file á, thì các bạn sau này các bạn mở lên lại thì nó vẫn còn những cái layer hiệu chỉnh này, thì bạn có quyền tùy ý hiệu chỉnh lại cái màu sắc được ha. Đó là cái lợi ích của cái việc mà tạo Layer Adjustment này. Rồi, thì tôi sẽ làm thử cho các bạn xem để các bạn hình dung ha. Giả sử như bây giờ tôi layer đang ở layer background nè. Lít chuột phải tôi chuyển thành layer from background, chuyển thành layer thường. Ok, enter. Rồi, thì tôi sẽ làm cho bạn xem. Giả sử giờ tôi chọn layer không này, thấy chưa? Layer không này, sau đó tôi sẽ nhấn Image Adjustment. Tôi sẽ làm đại một cái gì đó cho các bạn xem thử. Tôi sẽ giả sử tôi điều chỉnh cái độ sáng tối tương phản ha. Lít vô cái dòng đầu tiên nè. Rồi, tôi sẽ điều chỉnh sáng tối độ tương phản. Giả sử như tôi cho cái ảnh tôi nó tối lại như thế này đi, thấy chưa? Nó tối lại như thế này, sau đó tôi nhấn Ok. Thì bạn sẽ thấy là cái việc mà tôi vừa điều chỉnh cho cái ảnh nó tối lại á, thì nó áp dụng trực tiếp lên cái layer không luôn, thấy chưa? Chứ nó không tạo ra một cái layer mới. Trường hợp này mà tôi không sử dụng cái chức năng history để quay lại, hoặc control z á, để quay lại, mà tôi thực hiện cái thao tác là tôi save một cái file định dạng Photoshop á, BSD á, thì sau này khi tôi mở lên thì tôi không biết cách nào để quay về cái thao tác như cái hình ảnh gốc ban đầu là ảnh này, thấy chưa? Còn khi mà giả sử giờ tôi quay lại cái ảnh gốc ban đầu như thế này ha, tôi tạo một cái gọi là Layer Adjustment, thì bạn sẽ thấy có nhiều gì khác biệt ha. Tôi sẽ thực hiện cái việc mà cái chức năng tương tự là Brightness and Contrast nè, nghĩa là chỉnh sáng tối và độ tương phản ha. Thì tự động nó sẽ sinh ra một cái layer mới, bạn thấy chưa? Đó, tôi làm lại ha. Tôi xóa cái này đi, tôi làm lại. Rồi, tôi click vào đây, tôi chọn cái Brightness Contrast nè, tôi click vào đây. Thấy chưa? Thì bạn sẽ thấy ở trên cái tab, trên thanh panel, thanh điều khiển nè, bạn thấy nó sẽ hiện ra cái rotate, cái thuộc tính của Brightness Contrast này, thấy chưa? Bạn sẽ điều chỉnh, giả sử tôi điều chỉnh tối ảnh tối lại tương tự như nãy tôi vừa làm, thấy chưa? Thì nó sẽ ảnh hưởng trên cái layer có tên là Brightness and Contrast nè, thấy chưa? Nó sẽ lưu trên cái layer này, nó sẽ tạo ra một cái layer hiệu chỉnh màu sắc riêng biệt. Thì để chi? Để mà các bạn không muốn áp dụng cái hiệu ứng mà điều chỉnh sáng tối độ tương phản này rồi á, thì các bạn click vào cái con mắt nè, thấy chưa? Thì bạn sẽ tạm ẩn cái layer này, thì tự động cái ảnh gốc bạn nó vẫn còn là cái ảnh gốc tôi là ảnh layer không nè. Hoặc là bạn có quyền là cho hiện hoặc ẩn con mắt này, hoặc là bạn có quyền là xóa luôn cái layer mà hiệu chỉnh màu này luôn bằng cách là bạn click vào đây, bạn nhấn phím delete trên bàn phím của bạn, phím tắt này, hoặc là bạn click chọn lôi vô cái thùng rác này. Nó thấy chưa? Thì bạn sẽ xóa luôn cái layer hiệu chỉnh màu sắc, nó sẽ quay về cái layer gốc ban đầu là layer không, thấy chưa? Bạn thấy được cái mục đích mà nãy giờ tôi cố gắng là tôi bỏ nhiều thời gian để hướng dẫn cho bạn thấy được cái sự tiện lợi của việc mà tạo layer adjustment là gì, nó khác với cái việc mà bạn tạo image adjustment ha. Đó,
Thì một số bạn sẽ nói là có một cái cách khác là bạn sẽ chọn layer gốc, bạn sau đó bạn nhấn chữ Ctrl Z hoặc là phím tắt là Ctrl Z đó, hoặc là bạn nhấn chuột phải bạn chọn duplicate layer để bạn tạo ra một cái layer mới tương tự như layer này. Rồi sau đó các bạn hiệu chỉnh màu sắc hay gì, image adjustment gì đó ha, hiệu chỉnh màu sắc gì đó trên cái layer mới này thì cái layer gốc cũ của bạn cũng không thay đổi nó. Thì các bạn sẽ nói cái cách như vậy thì cũng được thôi, nhưng mà trường hợp đó các bạn thực hiện ít ít thao tác ha, giờ các bạn thực hiện mấy chục thao tác luôn ha, nghe mấy chục cái thao tác mà chúng ta chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa thì rất là nhiều các những công cụ này trên cùng một tấm ảnh thì làm cái đó thì rất mất thời gian và nó cũng dễ bị lộn lắm ha. Rồi là cái mà tôi chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Rồi bây giờ tôi quay lại cái video này thì tôi sẽ nói sơ. Thì đầu tiên giả sử như tôi nói sơ về cái đơn giản trước là tôi nói về cái sử dụng mà thay đổi cái độ sáng tối đi, tương phản đi ha, làm một vài cái thao tác đơn giản trước. Rồi thì đầu tiên tôi chọn cánh góc nè ha, sau đó tôi nhấn vào layer adjustment này, ha, click vào đây. Rồi đầu tiên thì tôi chỉnh sáng tối thì tôi chọn cái chức năng là brightness set contrast là sáng tối và độ tương phản. Rồi sau đó tôi sẽ điều chỉnh như thế này, thì cái brightness là cái độ sáng tối nè, kéo đây thì sẽ tối ảnh chúng ta, kéo đây thì sẽ sáng ảnh. Nhưng lưu ý các bạn để sáng là không quá sáng ha, như thế này, sáng như thế này nó sẽ mất một phần chi tiết ảnh hoặc là bị cháy ảnh đó, thì nó sẽ không đẹp ha. Ảnh chúng ta phải hiện đầy đủ tất cả các chi tiết trên tấm ảnh như thế này. Rồi sau nữa tới được rồi, độ sáng tối độ tương phản thì trường hợp các dụ như cái ảnh các bạn nó sẽ bị như thế này, nó ít tương phản quá đi thì nó mình sẽ có thể tăng lên như thế này, nhưng mà chỉ tăng vừa phải thôi, không nên tăng quá thì nó cũng sẽ bị cháy ảnh luôn ha. Đó là cái thao tác cơ bản chúng ta điều chỉnh cái độ sáng tối và tương phản. Thì rồi chỉ đơn giản vậy thôi, sáng tối được tương phản. Thì đúng ra cái tấm ảnh thì chúng ta phải thực hiện cái việc cắt trước ha, cắt lớp lại, cắt lớp để nó cho vào cái đường mạnh điểm mạnh ha. Thì cái đường mạnh điểm mạnh là chúng ta đường 1/3 đó, như con mắt tôi nè, vào cái đường 1/3 này này, rồi đường mạnh nó con mắt tôi vào cái đường ngang 1/3 gì, và cái này do tôi chụp ở phía giữa luôn rồi nên nó không có. Rồi sẽ tôi cho cái này đi, tạm như thế này, enter, thấy chưa, ảnh tôi chúng ra cho ngắn là như thế này thì nó sẽ tập trung vào cái chủ thể hơn là cái hình nó to như thế này ha. Rồi đó là cái tôi hướng dẫn sơ về cái đầu tiên là thay đổi độ sáng tối và độ tương phản. Rồi sẵn video này cũng còn hơi ngắn hay tôi sẽ làm luôn cái phần mà tùy chỉnh áp màu lên ha. Áp màu lên là sao thì cũng vẫn sử dụng laser adjustment luôn, là đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái này là bản tô màu nè, màu đơn sắc là solid, còn gradient là màu chuyển sắc là từ hai màu trở lên, thấy chưa. Nó tôi làm thử một cái đơn giản này là solid nè, color thì tự động cái phần mềm nó sẽ tạo ra một cái layer adjustment mà một layer về tô màu, thấy chưa. Thì nó sẽ hỏi bạn mà muốn tô màu gì, giả sử giờ tôi tô đại một màu gì chúng ta được quyền thay đổi sao, chúng ta tô màu xanh dương như thế này đi, xanh dương như thế này đi. Rồi sau đó tôi nhấn ok, thấy chưa, cái màu này nó đã tạo ra một cái layer màu như thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ thực hiện kết hợp với cái chế độ là layer mode đó, là chế độ mà hòa trộn màu đó, video trước tôi đã nói rồi chế độ mode đó ha. Thì chúng ta sẽ click vào chọn cái layer màu nè, màu đơn sắc nè ha, màu đơn sắc là solid color đó ha. Rồi bạn chọn cái chế độ mode nè, mode bạn sẽ chọn cái gì tùy các bạn, giả sử như tôi chọn cái color đi, thấy chưa, bạn chọn chế độ mode color thì cái màu nó sẽ áp sắc lên phía dưới đó. Rồi sau đó các bạn thấy màu hơi đậm quá thì bạn tùy chỉnh cái opacity cho nó hơi lợt tí ha, nó hơi lợt như thế này tí đó. Rồi hơi lợt như thế này tí đó, thấy chưa. Rồi sau nữa thì trường hợp này thì bạn sẽ thấy cái việc áp sắc màu này thì nó áp luôn trên cái gương mặt của tôi luôn, trên cái màu áo của tôi luôn thì nó không được đẹp ha. Tôi chỉ muốn áp sắc lên cái phần nền ở xung quanh thôi thì làm sao. Thì cái này sẵn tiện chúng ta kết hợp thêm cái gọi là mặt nạ, thì tôi đã hướng dẫn video trước rồi ha. Mặt nạ nè bạn, thì bạn phải chọn đúng, nó có chia làm hai phần ha. Một phần là cái lúc nào cái laser adjustment nó chia làm hai phần ha. Một phần là cái đối tượng chúng ta hay hiệu ứng chúng ta, hai là bên tay phải là cái này là cái mặt nạ. Thì cái mặt nạ lúc nào cũng là mặt nạ trắng ha, trắng hoàn toàn, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ ảnh. Còn bạn muốn che khuất phần nào thì bạn sẽ dùng cái công cụ cọ vẽ tô màu đen lên ha. Rồi tôi nhắc lại cái mặt nạ video trước. Rồi sẽ giờ tôi muốn dùng mặt nạ che khuất cái phần mặt của tôi. Tôi không muốn hiệu ứng áp lên cái phần mặt của tôi nó xanh lè như thế này nhìn xấu lắm. Thì tôi phải click chuột lên cái phần mặt nạ màu trắng ha, lưu ý. Click chuột lên mặt nạ màu trắng đây. Sau đó tôi qua cái công cụ cọ vẽ brush nè. Đây tôi chọn cái công cụ cọ vẽ brush. Sau đó tôi chọn đúng là cái màu foreground là màu đen nãy chưa? Đó. Rồi sau nữa, rồi bắt đầu tôi vẽ lên trên cái phần
cái phần mà chúng ta không có cái muốn tạo cái mặt nạ để che lại ha, cái phần chúng ta sẽ không muốn hiển thị. Thì lúc nào cũng vậy, màu đen khi tạo mặt nạ, màu đen chính là cái phần mà bị che đi, chính là phần mặt nạ đó. Còn màu trắng là cái phần sẽ được hiển thị nó. Bởi vì tôi không muốn cái màu xanh dương nhạt nhạt này nó áp lên trên cái chủ thể của tôi, là cái gương mặt của tôi và cái áo của tôi, thì làm sao? Thì tôi sẽ xóa cái phần đó, tôi sẽ tạo mặt nạ che khuất nó. Thì tôi nhắc lại cái phần mà tạo mặt nạ thôi. Rồi chúng ta sẽ tô lên cái phần này. Thì cái ảnh mẫu này thì cái đơn giản lắm, các bạn cứ tự lấy cái ảnh nào của bạn cũng được ha, bạn cứ lấy cái làm mẫu thôi, mình tự lấy mình ra làm mẫu thì nó sẽ tránh những cái vấn đề về bản quyền ảnh á ha. Rồi thì chỉ như vậy thế nữa, xong rồi phải không? Xong rồi bạn sẽ thấy là bên tay phải nè, bạn lưu ý nhìn bên tay phải nè, cái phần mặt nạ bạn thì bạn nhìn như thế này, bạn sẽ hiểu ra được cái phần mặt nạ là như thế nào ha. Nghĩa là bên cái phần màu trắng là cái phần hiển thị cái màu xanh dương á, tôi đã chọn màu xanh dương. Còn cái phần mà màu đen này thấy chưa, là cái phần mặt nạ tôi mới vừa làm, là cái phần bị che khuất. Thì cái phần đó nó sẽ giữ nguyên cái ảnh gốc của laser không ha, laser không, và cái laser hiệu ứng sáng tối dưới nó sẽ không bị áp lên cái màu xanh dương này, do chúng cái chế độ hòa trộn màu của laser này á. Laser này giả sử tôi đặt tên là cái thằng laser solid đi, solid color ha, nghĩa là laser về tô màu đơn sắc á. Enter. Rồi thấy chưa, nó là bạn sẵn này, cái video này tôi sẽ kết hợp nhiều thứ luôn, cái bài tập này ha, nó sẽ kết hợp cái việc là laser adjustment ha, rồi chế độ hòa trộn màu là color luôn, tôi nhắc lại luôn, rồi tôi kết hợp thêm cái việc là tạo mặt nạ luôn, thấy chưa. Đó, sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta được quyền tùy chỉnh cái màu màu nền lại bằng click vào cái laser adjustment nè, click chuột trái, lắp đai chuột, nhấp đôi chuột trái vào cái thumbnail này, bạn chọn màu khác tùy các bạn, thì sẽ được chọn màu gì đó, đó thấy chưa, bạn chọn màu gì đó tùy các bạn. Nó còn trường hợp là nếu các bạn sử dụng bên cái phần menu image á, thì menu image adjustment trên đây nè, góc trên bên trái này, trong menu image nè, thì các bạn sẽ không được không không thể nào thay đổi cái màu sắc như tôi vừa làm ha. Chúng ta được quyền thay đổi lại tùy ý chúng ta, nó theo theo một cái thời điểm nào đó chúng ta thích gì đó chúng ta làm đó, ok hay cho hơi vàng thì bạn có quyền tùy chỉnh opacity giảm xuống nó, giờ cho nó vàng nhiều lên thì tăng lên, thấy chưa. Đó là cái lợi ích của chúng ta làm cái laser adjustment. Bạn muốn không áp dụng cái laser hiệu ứng nữa thì lít bỏ con mắt, thấy chưa, lít về bỏ con mắt, thấy chưa. Mà với việc lít vậy là chúng ta sẽ quay về cái ảnh gốc ban đầu rất là nhanh ha, nó rất là dễ chỉnh sửa sau này. Áp dụng hiệu ứng laser, áp dụng cái hiệu ứng laser adjustment tăng màu lên, thấy chưa. Đó rồi thì cái video này thì chúng ta chỉ làm sơ sơ qua vậy thôi cho bạn hiểu thôi. Thì cái này thì bạn áp dụng làm trên cái solid color là áp dụng một màu đơn sắc, gradient thì áp dụng màu chuyển sắc thôi, thấy chưa, màu chuyển sắc nè, nó chọn màu nào cũng được thì chúng ta nó chọn màu nào cũng được, nó hướng nè, hướng gì hướng của cái gradient như là hướng chuyển sắc nè, thấy chưa. Rồi ta chọn chế độ hòa trộn, giả sử tôi tạm ẩn những cái này đi, tạm ẩn những cái laser đi. Rồi chế độ hòa trộn là có quan trọng nè, giả sử thì bạn chọn chế độ hòa trộn như thế nào, color nó sẽ áp sát hình tôi, thấy chưa, hay là overlay là hòa trộn màu nhẹ thôi nó, hay là chế độ light giữ sáng và bỏ tối, hay chế độ darken là giữ tối bỏ sáng, thấy chưa. Cái này tôi nói sơ hơn thôi, tôi nhắc lại cái video trước thôi. Hay là hue nè, hue là chế độ tương tự như color nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn, thấy chưa, giảm opacity xuống nó, hay sử dụng như vậy, thấy chưa. Rồi thì cái video này tôi chủ yếu là tôi hướng dẫn các bạn làm quen cái chế độ laser adjustment. Thì qua các video sau chúng ta sẽ làm những cái phần chuyên sâu hơn ha, thì chỉnh sáng tối chuyên sâu hơn và thay đổi màu chuyên sâu hơn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.